Đây là tất cả Dragon Ball đầu tư để làm cái clip này anh em. Tổng cộng đây có 25 món nha anh em. Giờ còn 24 món thôi. Còn nãy là tất cả cái đồ hái lượng cái tiền của Bibo. Tao sẽ gắm này vô đây. Nó sẽ phát sáng. Sáng đâu? Dỗm. Kỳ vậy ta. Sáng cái nè. Đâu? Nè, nè. Quạt đưa cái môn. Tiêu, tao có hút phần cái tiền. Này có gì đâu. Không, hai người đại chiến sao mày không vô chung một đội? Ta sẽ mua tất cả đồ Pokemon. Mày sẽ mua tất cả đồ hay luôn cái tì. Ok, tới shop hay luôn cái tì rồi nè, bây giờ mày lựa đi. Rất là nhiều đồ hay luôn cái tì luôn anh em. Shop này rất là rộng nha. Khủng quá. Quán cà phê người ta quẹo đây mới đúng nè. Rất là nhiều đồ hay luôn cái tì đẹp anh em. À, có đồ đẹp nữa nè. Đâu? Khủng mày. Ở đây bán rất là nhiều quần áo luôn cái tì nè anh em. Tì nè anh em 400 ngàn cái. Rất là nhiều loại luôn. Đẹp. Chắc mình mua cho chiếc bi cái quá nè. Cái này mà đỏ lạ nè. Ấy. Rất là nhiều bộ đồ đẹp. What? Giờ tao đố mày nha Bibo, cái này là cái gì? Chứ rổ. Cái này. Cà nướng. Vậy cũng hỏi. Còn cái này. Đồ gú. Có điện thoại nữa nè, không biết thiệt hay giả nữa, nghe thử coi. 4.653.000. Là bộ đồ hái lượng cái tì nãy Bibo một trong tiệm anh em. Thì mình sẽ chơm của Bibo. Bố mã, trả đồ cho tao. Tắt nhạc rồi ông nội. Bị bỏ nó sướng quá, quá trời luôn. Những đeo tay rất là đẹp luôn anh em, hai cái luôn. Còn có dây chuyền nữa anh em. Bộ đồ trong của nó hay luôn cái tay luôn nè anh em. Còn cái quần trong của dễ sợ mà. Sướng quá anh em. Mà bị bỏ chung đổi tôi mà tôi cũng vui anh em. Tao còn có cái này nữa. Không sao anh em, tôi cũng có mà. Quạt đưa cái môn. Không sao anh em, tôi lấy được cái quạt đưa cái môn rồi. Mát quá. Tiêu, tao có cái quạt này luôn. Má mày. Cuộc chiến bắt đầu. Mày có cái gì mà mày khoe như vậy? Tao không có đôi dép. Mày có không? Tôi có nè anh em. Nè. Ha ha, không vừa. Không vừa thiệt anh em ơi. Dép mày nhỏ quá à. Cái này chắc chỉ có thể vừa với. Thể vừa với chiếc bi thôi anh em. Không sao, nhưng mà tao có. Tai nghe. Pokemon. Tao cũng có nè. Hả? What? Ha ha anh em, nó có cái đồ. Hút phần cái tì. Theo tao. Có thằng lấy tiêu này quá. Đâu lòng. Thì kêu tôi cho tao lấy làm gì? Em mày thấy này không? Này đâu phải cái lô cái tì đâu. Đưa tao cái cuộn giấy này làm gì? Coi nè mày. Cái này mà nó cũng có đâu hả anh em. Mỗi lần tao đi toilet xong. Trời. Rồi thể cái này mà nó cũng có đâu anh em. Mày có cái kia, tao có cái này. Thùng rác Pokemon. Để giấy vô. Bị nó làm gì hả anh em? Nó tưởng cái này cái hộp được rồi, nó giấu dép nó vô kìa. Tao sẽ trả thù, tao có cái trứng mày. Ê, ăn gian nghe, trứng này không phải là trứng Hello Kitty nha. Trứng con ngựa. Mà ở trong trứng con ngựa có. Tao có dép Hello Kitty nè mày. Mày sao nhỏ vậy ta? Dép thì cũng nhỏ xíu à mày ơi. Tao có món khác nè mày. Coi nè mày. Ê, khoan. Không, tao không thích coi cái trong đó nha. Không phải. Mày đi làm gì? Đu. Mày tự đâu? Đưa đồ cho tôi. Nãy tôi kêu nhờ đưa đó. Không phải cái này nãy á. Nè mày. Trời, có coi có bông hả? Có đầy. Nè. Không phải. Mày đứng đó, cái này không phải có bông nha. Đúng rồi, cái này là phải có bông. Nhưng mà cái này. Trời. Có bông nào mà không có sạc ba tia ba? Nhưng mà trong sạc ba tia nó có. Có đựng cái mền không nữa. Có thể đắp vô nằm ngủ. Cái mền Pokemon có thể ôm luôn. Tức quá anh em. Mày nhìn thẳng vô đây. Này có gì đâu. Còn mày nữa. Có món này tao sẽ tháo bao ra.
dở? Gắn nó lại thôi có gì đâu. Đây là con Dokemon. Chứ không lẽ con Nobita? Nhưng mà Dokemon đặc biệt, nó có thể gắm vô còn phát sáng. Ủa, gắm vô đâu? Mà gắm vô chỗ nào? Thì gắm ở... cái đít. Tao sẽ gắm này vô đây, nó sẽ phát sáng. Sáng đâu? Dỗm. Kỳ vậy ta? Sáng cái nè. Đâu? Nè, nè. Ủa? Nè 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 nè. Đâu? Đợi mày mà tao mệt tao đổ mồ hôi luôn á. Trời, khăn giấy Hello Kitty. Cho tao miếng được không? Nó có thơm hơn cái bình thường không? Không không, đâu ra. Mày đi kiếm khăn giấy Doraemon của mày đi chứ. Tức quá nè, không sao. Chí mày, đi kiếm khăn giấy cho tôi đi. Thằng giấy Hello Kitty. Tại sao bỏ vô hồn rác Hello Kitty? Tưởng gì thùng rác ta cũng có ngoài đó. Khoe khoe hoài mày đặt. Mày có một cái thùng rác hả? Ờ thì mày cũng có một cái nè. Tao có hai cái lận. Ha ha, nó lấy của mày rồi. Vậy mày cũng có một cái bằng tao thôi. Đừng vừa mày lùa nó lấy TV. Tiếp bì. Hồi nãy Chippy nó cầm cái hộp băng giấy tao nên tao khoe không được. Tao không có băng giấy. Đưa cái mô nè. Ha ha ha. Copy. Hộp Doraemon sạc khăn giấy Hello Kitty của tao. Chippy nó bỏ khăn giấy Hello Kitty vô nè. Gì vậy? Mày định rút kiếm Hello Kitty ra đâm tao hả? Không chứ bạo lực nha. Chảy đầu thôi mà. Hộp rất là đẹp. Hộp đi mà. Đồ giỡn. À, mình có thể gắn lại nè em. Ủa? Sai sai. À. Ủa, mà. Cái này là cái gì vậy? Mà nó có nhúc nhích nữa. Ủa? Sao con chiếc bi này thích chùi vô mấy cái hợp hợp quá anh em. Món tiếp theo. À, đi rồi. Cái chìa khóa. Chìa khóa luôn cái tay hả? Chìa khóa bình thường đúng gì? Ồ, có ổ khóa luôn cái tì nữa nè em. Nè mày. Gì vậy? Là một con đôi mon, mày nhìn kỹ chưa? Sát xuống xíu đi. Ờ, vậy camera mới thấy mặt mày với cái đôi mon luôn. Tao thấy cũng đâu có gì đâu đặc biệt. Khi chọt vô đây thì... Mày thấy sự lợi hại của đôi mon cho mày. Vì bò chắc nó sắp thua rồi nè, nó sắp hết được cái tì rồi. Mày nói rồi mày. Thôi ngừng. Hết đồ để đâu rồi chứ gì? Nên kêu Ngân đúng không? Ờ, tụi mình dặn lại, uống miếng nước xíu đi. Tôi cũng hết đồ rồi, tụi mình uống miếng nước. Nghĩ với lao cái đã. Lại khoe giả bộ. Mày uống không? Không, đi nhậu đâu đã khác. Mày muốn đã khác hơn hả? Tôi cho nó nguyên ly bự luôn anh em. Tôi hứng nước toilet cho nó uống luôn. Khủng quá mày. Mày chịu thua chưa? Ha ha anh em, thằng lấy TV nó bị uống. Bình xịt Dokemon. Bây giờ nước nào bị uống? Mình xịt uống hết tóc rồi. Bây giờ tao cột tóc lên. Đồ cột tóc Hello Kitty. Thì tao có mũ Dokemon. Có mũ tao cũng có mũ vậy. Cái mũ cái này anh em. Mà nãy Bibo nó lấy cái gì cái bên vậy? Ôi đồ bơi của Chippy anh em. Ờ thì tao lộn. Mà tao lấy ra thi luôn á. Mày hết đồ chơi rồi chứ gì? Ờ. Bắn kèo cá nhân Dokemon. Dễ, yeah, Hello Kitty. Cái gì vậy? Vậy mà nó cũng có nữa. Bây giờ tao thắng luôn chứ rồi. Chưa, phải cho thời gian tao đi kiếm chứ. Bây giờ tao đi toilet xong, mày phải kiếm được một món. Không là mày sẽ thua. Ngược lại, là mày thua đúng không? Ừ, tao đi toilet nhanh lắm. Để tao kiếm anh em. Tao đi đây. Khoan, từ từ, để tao đi trước. Toilet quá. Khối này nữa hả? Wow. Cái này có thể che cho mình đi toilet nha anh em. Mà che hơi hơi thôi, chứ không che hết được đâu. Vậy là thấy hết rồi. Vậy là mày thua rồi nha. Vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Đợi tập tiếp theo đấu với mày. Cái này là phần thưởng cho tên còn thắng cuộc. Clip này mình đầu tư khoảng gần 10 triệu để làm clip này anh em. Có một clip mà đầu tư cũng rất là nhiều. Nếu mà anh em nào chưa xem, hãy tìm kiếm xem clip này cũng đầu tư rất là nhiều tiền nha anh em. Sẽ cố gắng đầu tư những clip tiếp theo chất lượng hơn cho anh em xem.